Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải của bài tập 74, sách giáo khoa trang 32, toán 6, tập 1. Đây là một bài toán tìm x. Vậy thì cô và các bạn sẽ cùng đi giải quyết ngay ý A. Ý A này, 541 cộng 218 trừ x bằng 735. Rồi với biểu thức này, nếu như cô coi trong ngoặc này là một số hạng, đây là số hạng thứ nhất này, đây là số hạng thứ hai này, 514 là số hạng thứ hai, thì khi đó 735 sẽ đóng vai trò là tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta có 218 trừ x sẽ bằng 735 trừ 541. 218 trừ x sẽ bằng 4 trừ 1 thì được, cô số 5 trừ 1 thì được 4 này, 3, 13 trừ 4 thì được 9 đúng không ạ? Nhớ 1 sang đây là 194. Rồi, nhìn vào phép tính này thì các bạn thấy lúc này 218 đóng vai trò là số bị trừ, x đóng vai trò là số trừ, và 194 đóng vai trò là hiệu. Vậy muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Như vậy ở đây x sẽ bằng 218 trừ đi 194, lại lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Tính được là 8 trừ 4 thì được 4 này, 11 trừ 9 thì được 2 này. Nhớ 1 sang đây vừa hay hết đúng không ạ? Vậy kết quả của chúng ta là x bằng 24. Tiếp theo sang ý B. 5 nhân x cộng 35 bằng 515. Rồi ở đây 5 được coi là thừa số thứ nhất, và biểu thức trong ngoặc là x cộng 35 được coi là thừa số thứ hai, 518 được coi là tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vậy x cộng 35 sẽ bằng 515 chia cho 5. X cộng 35 sẽ bằng này, 5 chia 5 được 1 này, 1 chia 5 được 0 này. Vậy còn 15 chia 5 chúng ta được 3 đúng không ạ? Rồi ở phép tính này thì x lúc này đóng vai trò là số hạng thứ nhất, 35 là số hạng thứ hai, và 105 là tổng. Vậy muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. X sẽ bằng 103 trừ đi 35. Từ đó các bạn tính được x sẽ bằng 68 đúng chưa ạ? Khá là đơn giản đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sang tiếp ý C. 96 trừ 3 nhân x cộng 1 bằng 42. Rồi trong biểu thức này, 96 sẽ đóng vai trò là số bị trừ, 3 nhân mở ngoặc x cộng 1 đóng vai trò là số trừ, và 42 đóng vai trò là hiệu. Vậy muốn tìm số trừ, ta sẽ lấy hiệu trừ đi, cô giáo ta sẽ lấy số bị trừ trừ đi hiệu đúng chưa ạ? Vậy thì ở đây 3 nhân x cộng 1 sẽ bằng 96 trừ 42. Vậy 3 nhân x cộng 1 sẽ bằng 96 trừ 42, chúng ta được kết quả là bằng 54. Rồi lúc này 3 đóng vai trò là thừa số thứ nhất, x cộng 1 đóng vai trò là thừa số thứ hai, và 54 đóng vai trò là tích. Vậy muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. X cộng 1 sẽ bằng 54 chia 3. X cộng 1 bằng 54 chia cho 3 thì được là 18 đúng chưa? Và cuối cùng trong phép tính này thì x sẽ đóng vai trò là số hạng. Đây là số hạng thứ nhất, đây là số hạng thứ hai, và 18 là số hạng 18 là tổng đúng chưa? Vậy muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
nghĩa là lấy 18 trừ đi 1 và các bạn sẽ tính được kết quả là bằng 17. Vậy là chúng ta đã tìm ra x trong biểu thức này. Vậy ý cuối cùng, ý D. Cô sẽ 12 nhân x trừ 33. 12 nhân x trừ 33 bằng 3 mũ 2 nhân 3 mũ 3. Rồi, quan sát phép tính này, các bạn thấy phép tính này có gì khác với những phép tính vừa rồi chúng ta làm không ạ? Rồi, phép tính này có xuất hiện lũy thừa. Vậy thì trước tiên các bạn sẽ phải tính lũy thừa trước cho cô. Thì đây 12x trừ 33, cô giữ nguyên, chúng ta chưa tính toán gì đến phần bên này. Phần bên này chúng ta áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số. Cụ thể ở đây cô sẽ giữ nguyên cơ số 3 và cộng hai số mũ, nghĩa là lấy 2 cộng 3. Đấy. Và dòng tiếp theo 12 trừ 33, 12 trừ 33 cô giữ nguyên này, 3 mũ 2 cộng 3 thì chính là bằng 3 mũ, 3 mũ 5 chưa ạ? Và các bạn sẽ tính ra nháp cho cô xem 3 mũ 5 ở đây bằng bao nhiêu nhé. 12x trừ 33, 2 mũ 5 ở đây thì sẽ bằng là 243 đúng không ạ? Là bằng tích của 5 thừa số 3 nhân với nhau. Rồi ở đây nhìn vào phép tính này thì các bạn để ý cho cô này, 12x lúc này đóng vai trò là số bị trừ, 13 đóng vai trò là số trừ và 243 đóng vai trò là hiệu. Vậy muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Vậy 12x sẽ bằng 243 cộng với 33 và 12x bằng 276. Rồi khi đó tìm x bằng cách là tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết, là lấy 276 chia cho 12 và các bạn được kết quả là x bằng 23. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài tập 74. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tại bài tập sau.